Hello, xin chào anh em. Chào anh em buổi sáng nha. Chào mừng anh em đến với channel Sửa Chữa Anh Thịnh. Rồi hôm nay trước mặt Thịnh, trên tay Thịnh là một chiếc Samsung Galaxy S20 Ultra ha. Nói chung là cái video clip ngày hôm nay nó cũng chủ đề quen thuộc gần đây Thịnh hay đưa lên thôi. Đó là vấn đề Apple Card. Tại sao Thịnh đưa đều luôn? Đã làm những cái dòng máy khác rồi và bản chất nó cũng giống nhau nhưng Thịnh vẫn đưa đều lên là để cho anh em cảm nhận được đó là cái sự lỗi cổ card này nó gặp rất là nhiều ha, rất là nhiều ở tất cả các dòng máy màn hình công của Samsung luôn. Mình phải dàn trải đều để cho anh em có được cái nhìn chính xác để tránh cái trường hợp đôi khi chúng ta chỉ lỗi cổ card mà anh em phải thay nguyên một bộ màn hình. Mặc dù cái dịch vụ lỗi cổ card là một dịch vụ rất là phức tạp, nó cực kỳ phức tạp luôn và không phải đơn vị sửa chữa nào cũng đảm nhận thực hiện cái nhiệm vụ này. Đó, nhưng mà đôi khi chúng ta nếu mà chúng ta tìm được những cái đơn vị sửa chữa chuyên thì chúng ta vẫn tiết kiệm được rất là nhiều chi phí mà hiệu quả sửa chữa nó vẫn cao, nó vẫn phục hồi cái màn hình về trạng thái như màn hình zin lúc ban đầu, tiết kiệm được gấp 2, gấp 3 chi phí so với thay một bộ màn hình mới. Rồi bây giờ chiếc Galaxy S20 Ultra này, anh khách này anh mang đến trong tình trạng là đôi lúc màn hình nó bị nhòe, nó kẻ sọc ha, nó kẻ sọc trắng, có kẻ sọc ngang nhưng mà cũng có lúc nó hiển thị bình thường như thế này. Đó là dấu hiệu rất điển hình của lỗi cổ card. Bây giờ Thịnh sẽ đưa cho anh em xem những cái hình ảnh về một lỗi cổ card điển hình của tất cả những dòng máy màn hình công của Samsung chứ không riêng gì S20 Ultra nhé. Đây, đầu tiên anh nhớ này, đó là dấu hiệu màn hình bị kẻ xanh nhuyễn ngang hết và nó có một cái lớp ám như màu xanh lá phủ toàn bộ màn hình. Đó là dấu hiệu rất điển hình của lỗi cổ card. Rồi tiếp theo anh em sẽ xem cái video clip này. Đây đó, anh em thấy không, zoom lớn lên cho anh em coi nè. Đó, màn hình nó trắng xóa hết và nó giật sọc nghe, có khi nó không giật và nó cũng trắng toát hết như vậy. Rồi ok, đó là những cái dấu hiệu điển hình của lỗi cổ card. Bây giờ chúng ta nói về một số khái niệm để anh em ở vị trí người dùng anh em có cái nhìn tổng quát nhất. Cổ card màn hình là gì? Thì một bộ màn hình Samsung màn hình công là đều sử dụng công nghệ là OLED ở đây, và chất liệu nó là như trong giới kỹ thuật gọi là màn hình dẻo. Có nghĩa là gì? Nó dẻo nên nó có thể uốn cong. Còn những cái màn hình OLED hẳn thì thường nó là chất liệu gương. Thời trước đây nó là chất liệu nó như một cái miếng gương vậy đó, nó không thể uốn cong và chúng ta thao tác mà mạnh tay một xíu là nó nứt nó bể như cái gương là hư cái màn hình liền. Và những cái loại màn hình mà uốn cong được và sau này Samsung sử dụng gọi là màn hình dẻo. Rồi thì cái kết cấu của nó bao gồm hai cái thành phần chính, một là cái mặt kính ở bên ngoài, hai là cái lớp phôi màn hình hiển thị ở bên trong. Đó, vậy thì cái lớp phôi màn hình hiển thị ở bên trong, trên cái lớp phôi đó nó làm nhiệm vụ gì? Nó làm nhiệm vụ cảm ứng ha, nó làm nhiệm vụ là nhận diện cử chỉ cảm ứng và hiển thị hình ảnh. Đó, thì cái mặt kính bên ngoài nó chỉ đóng vai trò là lớp kính bảo vệ và nó được ép dính vào cái lớp phôi đó nên chúng ta mới có cái dịch vụ thay mặt kính trong trường hợp chúng ta rơi rớt nó bể vỡ cái mặt kính ngoài, nhưng mà màn hình hiển thị bình thường, cảm ứng vuốt chạm bình thường thì chúng ta chỉ thay cái lớp kính bên ngoài thôi. Và chúng ta thao tác cái dịch vụ ép cổ card là chúng ta sẽ thao tác trên lớp phôi chứ chúng ta không thao tác trên kính, có nghĩa là kính ban đầu có bể hay không bể gì thì cũng không liên quan đến cái việc ép cổ card. Ép cổ card là chúng ta làm trực tiếp trên phôi. Làm những cái gì? Anh em đợi mình xíu, mình sẽ đưa cái hình ảnh cho anh em xem cho nó cụ thể. Đây, mình có up trên channel sẵn đây. Có nghĩa là khi mà chúng ta tắt cái màn hình ra khỏi cái khung thì đây là lớp phôi. Ở trên lớp phôi này nó sẽ bao gồm hai cái công đoạn nữa. Đó là gì? Đó là một cái bộ phận, đó là cái phôi hiển thị, và thứ hai đó là cổ card màn hình thì nó sẽ được ép vào cái phôi hiển thị. Đó, cái này là sau khi đã bóc cổ card ra nè, anh em thấy không? Nó chỉ còn là cái phôi và nó dẫn ra một cái mặt tín hiệu như thế này. Và cái cổ card mới sẽ được ép vào cái mặt này. Chúng ta thay cái bộ cổ card đó và chúng ta giữ lại cái mặt phôi này.
À, bởi vậy nó mới tiết kiệm được chi phí. À, chứ là nếu chúng ta thay nguyên một bộ màn hình mới, nó sẽ bao gồm cái gì? Nguyên một bộ phôi mới, nguyên một cái lớp kính bên ngoài mới, và chi phí nó sẽ rất là cao ha. Đó, bản chất của quá trình ép cổ cáp là vậy. Đây anh em thấy, sau khi đã ép cổ cáp mới vào phôi đó, cổ cáp là nó dài ra cục cáp lên chỗ này nè, anh em thấy không? Rồi, rất là rõ ràng và dễ hiểu ha. Rồi, bây giờ anh sẽ nói tới nguyên nhân vì sao mà anh em gặp lỗi cổ cáp trên màn hình Samsung. Theo thực tiễn, những cái máy hình nhận đều là người thật việc thật hết. Những cái máy đưa lên đây, đôi khi anh em thấy có máy của mình được đưa lên là đều là người thật việc thật hết. Nên là những cái nguyên nhân mà gặp phải nó sẽ rất là phổ biến, và anh em là người dùng nên cũng thể gặp phải bất kỳ lúc nào. Đó là thứ nhất, là hay gặp nhất là làm vô nước máy. Vô nước ở đây không phải là anh em làm rớt hẳn xuống nước đâu nha, không phải là rớt xuống nước đâu, nhưng mà anh em làm ẩm khu vực cổ cáp màn hình. Cổ cáp nó nằm ở dưới đây. Làm ẩm nghĩa là như thế nào? Đôi khi chúng ta mới rửa tay xong, nước nó còn đọng nhiều, chúng ta vuốt 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 như thế này, những giọt nước nó chảy vào những cái khe này. Anh em thắc mắc vì sao máy chống nước mà nước nó vô được? Cái việc này mình đã nói rất là nhiều lần, cái việc mà chống nước nó chỉ hoàn hảo trong khoảng thời gian 6 tháng đầu cho sau khi anh em khui cái máy mới ra, và máy phải không có ngâm nước thì nó mới giữ được cái độ kín. Còn nếu mà mấy anh em đã từng ngâm nước, tiếp xúc với môi trường nước nhiều, đi mưa lớn, thì những cái lớp keo ở trong đây sau thời gian do nhiệt độ nè, do độ ẩm nè, những cái lớp keo ron nó đã tự nó có những cái khoảng hở li ti rồi, và anh em không bao giờ anh em biết được. Đó, thì đến một ngày đẹp trời đó, nồi cái tay mình không vuốt vô, nó để lọt nước xuống dưới cái cổ cáp và nó làm cháy cổ cáp, nó dẫn đến những cái tình trạng giống như nãy giờ hình miêu tả. Đó là hay gặp nhất. Hoặc đôi khi chúng ta xịt nước, chúng ta xịt cồn sát khuẩn, chúng ta xịt 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 đó, nó lọt vào những cái khe này quá nhiều, nó cũng vô ha. Chúng ta chỉ nên lấy khăn lau lau sát khuẩn thôi, lau ẩm lau sát khuẩn thôi, chúng ta không xịt xịt tràn lan là nó sẽ vô nước màn hình, gây cháy cổ cáp và những vấn đề khác nữa đó. Và thứ hai, một nguyên nhân cũng hay gặp nữa, đó là đối với những anh em mà xài máy với cường độ cao, làm máy thường xuyên ở trạng thái nóng lên, ví dụ những anh em chơi game hay những anh em mà để máy để làm một cái hoạt động gì đó mà nó hoạt động liên tục không có phải nghỉ, thì cái nhiệt lượng nó tỏa rất là lớn và lâu ngày dưới cổ cáp này. Tại vì bây giờ thiết kế của máy nó rất là mỏng rồi, nó tối ưu về mặt thẩm mỹ, nhưng mà nó sẽ không tối ưu về cái mặt mà cách nhiệt, nghĩa những bộ phận nó áp chặt vào nhau, giống như cái khung kim loại này, nó cũng sẽ dẫn truyền nhiệt lên màn hình. Nếu chúng ta xài liên tục, cái độ nhiệt năng nó tỏa ra lớn quá, thì cái màn hình của cáp chúng ta lâu ngày có thể dẫn đến tình trạng là nó chảy keo trong cổ, và nó làm tróc mạch, nó hư cổ cáp. Điều đó cũng có gặp, tuy nhiên là ít hơn cái vấn đề mà vô nước. Đó là hai nguyên nhân ha. Khi mà anh em biết hai nguyên nhân này rồi, sau này sau khi sửa máy xong, anh em sẽ sử dụng máy đúng cách và sẽ tránh hư hỏng, tiết kiệm được chi phí cho anh em. Rồi sau này bây giờ hình nói đến cái vấn đề đó là xử lý ép cổ cáp. Ép cổ cáp là cái dịch vụ khó khăn nhất trong những công tác liên quan đến màn hình cảm ứng, bao gồm thay mặt kính, thay màn hình và ép cổ cáp, bởi vì nó đòi hỏi cái thiết bị kỹ thuật tối tân. Ví dụ kính hiển vi điện tử mà phải loại xịn như mấy chục triệu, anh em ở đây tụi mình phải đầu tư những thiết bị rất là tối tân để thực hiện cái công việc ép cổ cáp. Tại vì sao? Tại vì cái bản mặt như nãy hình đưa hình cho anh em coi, nó rất là li ti, và cái cổ cáp mới khi mà ép vào nó phải kết nối hoàn chỉnh vào những cái đường mặt đó, mà mắt thường chúng ta không bao giờ để làm như vậy được đó. Chúng ta phải nhìn bằng kính hiển vi điện tử ha, chúng ta phải soi xét từng ly từng tí, nó lệch một chút, hoặc là quá trình chúng ta bóc cái cổ cáp cũ ra mà chúng ta làm đứt mặt trên phôi thì cũng hư hỏng luôn cái quá trình ép cổ. Tuy nhiên cái ép cổ này nếu mà thực hiện được bằng người kỹ thuật viên thật sự chuyên sâu, thật sự khéo léo, và họ đầy đủ trang thiết bị tối tân để hỗ trợ họ, thì họ sẽ phục hồi được về bộ màn hình như thế này đây. Có nghĩa là hiển thị sáng đẹp, zin hoàn hảo luôn, cảm ứng mượt mà tất cả các điểm ha, vuốt chạm, tăng giảm độ sáng ha. Đó. Về như cái zin lúc đầu, không có anh em không phải lăn tăn là xài được bao lâu, xài được như thế nào, bởi vì nếu mà làm được thì nó không khác gì quy trình của một cái màn hình zin hết, giống như hình nói, bởi vì nó hư ở cái cổ cáp, cái phôi vẫn còn tốt, rồi chúng ta làm thật chuẩn, chúng ta tách đúng cái cổ cáp ra, giữ được cái phôi y chang như lúc sản xuất ban đầu, chúng ta dùng một cái cổ cáp zin mới chúng ta ép vào thì nó đâu có khác gì một bộ màn hình sản xuất theo quy trình sản xuất của nhà máy lúc đầu đâu, nên là nó sẽ phục hồi về trạng thái này. Đó là logic. Nhưng mà
với điều kiện là tay nghề, kinh nghiệm và trang thiết bị máy móc hỗ trợ cho người thợ đó phải thật là tốt. Ngược lại, nếu không đáp ứng được những nhu cầu trên thì như thế nào, chắc chắn cái việc ép cát sẽ thực hiện không được ha, hoặc là với độ bền rất thấp đó, nên là anh em nhiều khi anh em so sánh giá, anh em thấy cái khu bên này sao báo ép cát rẻ quá, bên đây lại báo mắc hơn mấy trăm ngàn đó. Đó là vấn đề ở cái kinh phí đầu tư, chất lượng người thợ ha, và độ bền của màn hình sau sử dụng nó khác rất nhiều với ép kính. Ép kính nhiều khi anh em thấy, nhiều khi anh em không cần ép luôn, anh em để bể vậy anh em xài đỡ cũng được nữa, nhưng mà cái cổ cáp cái màn hình nó trắng toát như vậy rồi anh em có để vậy xài được không? Nên là cái việc ép cổ cáp anh em phải nghiên cứu và lựa chọn đơn vị sửa chữa thật sự chuyên sâu ha, bởi vì không có nhiều cơ hội để chúng ta thử lại. Ví dụ mà bên đây mà họ đã chốt là họ ép ép rồi mà không được thì coi như là màn hình của anh em cũng hết ép lại nổi rồi. Rồi, ok. Một số trường hợp cái màn hình nó vô nước nó mất hình luôn, chứ không phải là nó trắng toát hoặc là nó xanh xanh kẻ giống như hình nói, nó mất hình hoàn toàn luôn. Nhưng mà nếu mà chúng ta xử lý đưa đi đúng chỗ và xử lý kịp thời thì có thể nó vẫn cứu lên được, chứ không cần thiết mà phải thay nguyên một cái màn hình. Rồi, bây giờ tóm tắt lại, chốt lại thì nói về cái vấn đề Apple Card trên S20 Ultra, nó không gặp, không chỉ gặp ở dòng S20 Ultra này, nó gặp ở S20, S20 Plus, Note 8, Note 9, Note 10, Note 10 Plus, tất cả những dòng màn hình cộng luôn với những nguyên nhân như hình nói vừa rồi. Đó. Thì sau khi mà chúng ta hoàn thiện, anh em nhìn sơ vào cái độ hoàn thiện, cái nắp lưng này hình chưa dán nhé. Nè, độ hoàn thiện nè. Bên hình sẽ đi lại bằng cái keo zin của nó. Đó, anh em xem cái độ khít nè. Đó, rất là tuyệt đối luôn ha. Đó, nhưng mà không có nghĩa là anh em về anh em lại cho tiếp xúc với nước, anh em thấy rồi đó, cái máy zin của anh em mà anh em xài nó còn bị thì sau khi mình sửa chữa mình phải ý thức, mình phải kỹ hơn nữa ha, không tiếp xúc nhiều với môi trường nước, đặc biệt là khu vực cổ cáp màn hình. Rồi, và sau khi anh em thay cái cổ cáp này, anh em lưu ý hãy nhờ cái đơn vị nào sửa chữa cho mình kiểm tra lại toàn bộ máy luôn, bởi vì dù gì cũng là do nguyên nhân vô nước nó mới hư cổ cáp, chúng ta phải test lại toàn bộ những tính năng khác, giống như Thịnh sau khi Thịnh thay xong luôn có bộ phận để mà test lại toàn bộ máy, ok hết thì Thịnh mới báo anh khách Thịnh qua lấy. Đó, giống như cái nắp lưng này chưa dán là cũng là đợi test xong xuôi mới dán lại một lần đó, quy trình chuẩn nó phải như vậy để tránh cái trường hợp chúng ta cổ cám ta xong rồi chúng ta cầm về nhà nó lỗi quả này lỗi quả kia lại mất thời gian đi sửa nữa ha. Rồi, ok, Thịnh nghĩ đây là những cái kiến thức cơ bản nhất Thịnh đã tổng kết từ thực tiễn sửa chữa người thật việc thật, nó sẽ rất là gần gũi với anh em á, ở vị trí người dùng. Nếu mà anh em xem video clip này chắc anh em cũng đang gặp cái vấn đề với cổ cám màn hình của mình, thì anh em đã biết những cái kiến thức để mà có thể đưa ra cái quyết định sửa chữa đúng đắn nhất ha. Rồi, cảm ơn anh em theo dõi video clip này nha. Chúc anh em một ngày làm việc hiệu quả. Nếu anh em có thắc mắc cứ liên hệ trực tiếp với Thịnh.